Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản đến Tokyo. Kính thưa quý vị, bà Caroline Kennedy, con gái của cố tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy, đã đến Nhật Bản hôm nay để nhận chức vụ đại sứ, một tuần trước ngày kỷ niệm lần thứ 50 vụ ám sát cha mình. Việc bổ nhiệm bà Kennedy, một luật sư, người đã mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Barack Obama trong chiến dịch tranh cử đầu tiên, phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn và Tokyo. Bà Kennedy, 55 tuổi, đã được chào đón bởi đám đông phóng viên khi bà đến phi trường Narita của Tokyo trên một chuyến bay thương mại, hai ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức đại sứ. Bà đi cùng với chồng, ông Edwin Schlottberg, một nhà tổ chức sự kiện và sở hữu một công ty thiết kế. Bà Kennedy đã nói với phương tiện truyền thông rằng bà rất tự hào khi có thể tiếp tục di sản phục vụ công chúng của cha mình. Ông đã hy vọng sẽ là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ tới thăm Nhật Bản. Vì vậy, đây là một vinh dự đặc biệt đối với bà khi bà có thể làm việc để tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Bà nói thêm, Nhật Bản và Hoa Kỳ chia sẻ sự tôn trọng tự do, dân chủ và pháp quyền. Hai nước cùng làm việc trên những nỗ lực nhân đạo toàn cầu quan trọng và các vấn đề xã hội dân sự. Liên minh của hai nước rất quan trọng cho một thế giới thịnh vượng và hòa bình. Tuy ông Kennedy đã đến thăm Nhật Bản một lần vào năm 1951, nhưng ông đã không đến nước này trong gần 3 năm làm tổng thống. Một sự tương phản sắc nét với ngày nay, khi hầu hết các tổng thống Hoa Kỳ đều đến Nhật Bản trong vòng vài tháng sau khi nhậm chức. Mặc dù vậy, sự trẻ trung của ông Kennedy lúc bấy giờ đã thu hút một Nhật Bản phát triển kinh tế mạnh mẽ với sự tự tin mới, trong khi quốc gia này chuẩn bị để tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 1964. Một chuyến thăm nhà nước đã được lên kế hoạch cho tháng Giêng năm 1964, nhưng ông Kennedy đã bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Nhật Bản đã hoan nghênh sự bổ nhiệm bà Kennedy vì sự gần gũi của bà với ông Obama sẽ là một lợi thế cho Tokyo.